Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tích hợp hai bộ cài thành một file duy nhất. Mình sẽ hướng dẫn tích hợp Win 10 với Windows 11. Để làm được việc đó thì các bạn sẽ vào trang chủ Microsoft để các bạn download hai cái file này về. Và ở file Windows 11 này thì mình có tinh chỉnh để giúp cài đặt được trên cả các cái máy tính không hỗ trợ cài đặt Windows 11, fix cứu lỗi TPM. Trước hết thì mình sẽ kiểm tra xem cái file Win 10 này gồm những phiên bản nào, thì mình sẽ nháy chuột phải. Bạn sẽ cần cài thêm cái phần mềm UltraISO nữa nhé. Bạn bấm chuột phải và chọn mouse tới ổ CD. Nó sẽ là cái ổ H này. Và cái bộ cài thì nó nằm trong cái folder suộc này. Bạn sẽ tìm đến cái file install.wim. Đối với Win 10 phiên bản mới nhất thì cái đuôi nó sẽ là Wim, còn các cái phiên bản cũ hơn nó sẽ là đuôi ESD. Thì cách làm nó giống như cái đuôi Wim này mà thôi. Đấy. Các bạn sẽ mở CMD. Các bạn lưu ý nhé, là mở với quyền admin. Ở đây bạn sẽ kiểm tra cái copy cái đoạn này. Đấy. Và thay thế cái đường dẫn path này. Ở đây cái đường dẫn nó nằm ở cái ổ H này. Copy. Bạn thay thế vào đây. Tiếp tục gạch chéo đến cái file này nhé. Đường dẫn đến cái file install này. Copy. Bạn dán vào đây. Enter. Thì nó sẽ cho biết là cái Windows 11 này sẽ gồm 11 phiên bản, 11 version. Tương ứng thì mình sẽ tìm là Windows 10 Pro. Mình sẽ tách cái bộ cài này. Cái số thứ tự là 6. Ở đây nha, mình sẽ tách cái bộ cài Windows 10 Pro. Vì vậy mình sẽ tạo một cái folder. Mình ghi là Win 10 Pro. Tiếp theo thì mình sẽ tách cái file install vào cái folder này. Thì mình sẽ thay thế đường dẫn ở đây. Đường dẫn chỗ này nha, các bạn nhập đúng cái đường dẫn cái file nguồn này này. Đấy, bạn ở cái chỗ này này, đường dẫn đến cái file install đấy. Chỗ này, bạn copy cái đường dẫn này nhá. Gạch chéo này. Install.wim này. Cái chỗ index này nha thì bạn chọn số tương ứng. Của mình là Windows 10 Pro tương ứng với index là 6. Thì mình sẽ chọn số 6. Đấy, 6 này. Tiếp theo là cái đường dẫn. Đường dẫn nhé. Cái đường dẫn này thì mình vừa tạo một cái folder cho nó. Các bạn lưu ý là các cái tên folder này không được có cái khoảng cách nhé. Nếu có khoảng cách thì nó dễ bị lỗi. Đấy. Mình copy cái đường dẫn này. Đưa vào đây nhá. Tiếp tục gạch chéo install.wim. Để tách được cái Win 10 Pro thì mình sẽ copy cái đoạn này. Và bạn để ý, chú ý trong cái folder Windows 10 này này, nó sẽ có một cái tên file là install.wim được tách vào đây. Và bạn chú ý nhé, thì nó sẽ có một cái file nó sẽ được tách vào đây. Mình sẽ bấm Enter nhá. Đấy, các bạn để ý này, cái file install.wim nó sẽ được tách vào đây. Chỗ này bạn cần chắc chắn chờ đợi khi nào nó chạy hoàn thành có cái chữ báo successfully thì bạn mới được thực hiện tiếp nhé. Và sau khi nó chạy 100% xong thì bạn sẽ tách được cái file install.wim này, và mình sẽ kiểm tra lại cái file này một lần nữa xem có đúng là cái Windows 10 Pro hay không. Thì mình sẽ copy cái đường dẫn này, copy cái path này. Các bạn lưu ý là cái tên folder này không được có cái khoảng cách nhé. Mình thay thế vào đây. Đấy, và cái file install.wim này nó vẫn là cái file này. Mình sẽ kiểm tra xem mình tách cái Win 10 Pro này đã đúng chưa. Và như các bạn thấy thì nó đã chỉ còn duy nhất một cái phiên bản, đó là Windows 10 Pro. Như vậy là mình đã tách đúng. Tiếp theo tương tự bạn sẽ tách tiếp cái file Windows 11 thì mình sẽ lấy cái file này. Bạn cũng bấm chuột phải chọn Mount làm tương tự. Chỗ này bạn cũng tạo một cái folder nhé, Windows 11 Pro. Tiếp theo bạn mở cái ổ H, ổ mà các bạn vừa mau, bạn kiểm tra xem cái file install ở đây. Bạn kiểm tra cái file này, bạn cũng copy cái đường dẫn, bạn thay thế vào đây nhá. Bạn cũng kiểm tra xem là cái file này nó gồm bao nhiêu phiên bản. Bạn bấm Enter. Thì các bạn thấy là ở cái file Windows 11 này nó cũng bao gồm 11 phiên bản tương ứng ở đây. Mình sẽ tìm là Windows 11 Pro thì nó cũng là index 6 đây nha các bạn nhé. Cũng là 6 này, Win 11 Pro. Thì mình cũng tách cái Win 11 Pro này ra một cái folder khác. Thì để tách được thì mình cũng tương tự vẫn là cái cú pháp này mà thôi. Thì vẫn là index 6 nhé. Cái đường dẫn nguồn này nó vẫn là cái ổ H này, vẫn là 6 này. Và cái file ở đây thì mình sẽ sửa là thành Win 11 Pro mà thôi. Đấy, vẫn là cái đường dẫn này này. Mình sẽ tách vào cái folder này, Win 11 Pro đây nhá các bạn nhé. Đấy, copy ở đây và bạn thay ở đây. Đấy. Bây giờ bạn copy tiếp. Bạn Enter. Và bạn thấy một cái file install.wim của Win 11 nó sẽ được tách vào cái folder này. Và bạn cũng chờ đợi bao giờ nó chạy thành cái complete successfully thì bạn mới thao tác tiếp nhé. Và các bạn chờ đợi một lúc thì các bạn cũng sẽ thấy là complete successfully, nó đã hoàn thành cái việc tách cái file install này. Để chắc chắn nữa thì các bạn cũng kiểm tra xem cái file mình tách nó đúng là phiên bản Win 11 Pro hay không. Như các bạn thấy thì nó đã tách đúng là Win Win 11 Pro và chỉ có một phiên bản này mà thôi. Đấy. Ok. Việc tiếp theo là mình sẽ ghép hai cái bộ cài Win 10 với Win 11 này vào với nhau. Thì mình sẽ mở cái folder Win 10 Pro này. Đấy. Và mình sẽ cũng ghép, thì các bạn cũng copy cái đường dẫn này. Ở chỗ này bạn sửa nhé, dán này, tách cái file win install.wim của Win 10 nối với Win 11. Đấy, và cái chỗ index này thì nó chỉ có một duy nhất cả Win 10 và Win 11, thì bạn sửa chỗ này thành số 1 này. Và cái đường dẫn thì vẫn là cái đường dẫn Win 11 Pro nhé. Các bạn ghép cái install của 10 với install của Win 11, thì cái chỗ này bạn để nguyên này. Đấy. Để nguyên và bạn copy. Bạn sẽ để ý nhé, cái file này này lúc đầu là vẫn là của Win 11, sau khi ghép thì cái dung lượng này nó sẽ tăng lên và mình sẽ ghép nhé. Các bạn bấm Enter. Và các bạn cũng chờ nó chạy 100%, khi nào xuất hiện cái thông báo Complete Successfully thì các bạn mới kết thúc cái đoạn mã vừa rồi nhé. Kết thúc cái đoạn lệnh chạy export cái install. Và các bạn để ý này, cái dung lượng file này nó đã tăng lên. Và sau khi chờ đợi thì các bạn thấy đã thông báo Complete Successfully, đã hoàn thành. Lúc này bạn tắt đi và bạn thấy cái dung lượng sau khi ghép hai file install với nhau thì dung lượng nó đã tăng lên. Kích thước là 7,64 GB. Các bạn tắt này. Bây giờ cái Win 10 này mình có thể xóa nó đi. Đấy. Bây giờ bạn sẽ mở cái phần mềm UltraISO này. Tiếp theo là bạn sẽ edit cái file này, Win 11 này. Bạn chọn là Win 11 nhé. Bạn mở cái folder suộc này và bạn tìm đến cái file install.wim, bạn xóa bỏ cái file này. Đó. Tiếp theo thì bạn sẽ ghép cái file Win 11 này, đưa cái file này trả vào cái folder mà bạn vừa xóa. Bạn kéo thả vào đây, thả đúng vị trí đây nhé. Bạn bấm Yes này. Tiếp theo là bạn sẽ bấm lưu lại, lưu sang một cái file mới nhé, để chắc chắn nó không ghi đè vào cái file này. Mình sẽ lưu ở đây, bấm Yes nhé. Sau khi các bạn bấm lưu xong ấy, thì nó sẽ sinh ra một cái file cũ giống như này, và dung lượng nó tăng lên là 8,9 GB này. Và cái file này là cái file gốc ban đầu nhá. Đấy, file cũ. Bây giờ các bạn kiểm tra cài đặt thử cái file này. Mình sẽ đổi tên cái file này. Dung lượng là 8,48GB các bạn nhé. Và lúc này thì các bạn thấy là đang có hai cái bộ cài Win 10 và Win 11 Pro được tích hợp vào một file. Đấy, cái Win 11 Pro này mình cũng đã fix để có thể cài đặt được trên tất cả các máy. Việc cài đặt tiếp theo hoàn toàn đơn giản. Chúc các bạn thành công nhé!